Khát vọng xây dựng thủ phủ cà phê toàn cầu chính là việc tạo ra thánh địa cho cà phê, nhằm quy tụ những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Trong suốt nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk cùng với tập đoàn Trung Nguyên Legend luôn nỗ lực khởi xướng, tổ chức nhiều dự án, công trình về cà phê mang tầm vóc toàn cầu. Tháng 3 năm 2009, hội thảo hiện thực hóa thủ phủ cà phê toàn cầu được tổ chức tại Madrid. Ngày 28 tháng 3 năm 2018, thành phố cà phê được khánh thành tại Buôn Ma Thuột với diện tích hơn 45 hectare, là nơi chứa đựng tâm huyết tạo ra cộng đồng sinh thái bền vững đặc trưng về cà phê, cùng với khát vọng đưa Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê toàn cầu. Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Bảo tàng Thế giới Cà phê, điểm đến mới của Việt Nam được khai trương chào đón khách thập phương tham quan. Đây là bảo tàng sống về văn hóa cà phê, độc đáo và đặc sắc nhất, và là một phần trong tổng thể thủ phủ cà phê toàn cầu. Nếu như cà phê Tây Nguyên này mà trở thành một thủ phủ cà phê Tây Nguyên, đây là một chiến thắng lớn của đất nước ta. Làm sao cho nó xứng đáng với tên tuổi của cái tập đoàn Trung Nguyên. Tôi cũng rất là tự hào là mình đã từng là một cái người tham gia một phần gì đó vào công việc của Trung Nguyên, và hôm nay chúng ta có một cái bảo tàng, có thể nói là cái bảo tàng ước mơ mà của rất nhiều người tập đoàn Trung Nguyên và những người yêu cà phê. Thì có vẫn hy vọng rằng là nếu có một dịp nào đấy các bạn lên đến với Buôn Ma Thuột thì nhất định đây sẽ là một cái điểm đến mà các bạn không thể bỏ qua, để có thể hiểu hơn về lĩnh vực cà phê, một trong những cái lĩnh vực mà có thể nói là thế mạnh của Việt Nam chúng ta, là một cái niềm tự hào của Việt Nam chúng ta. I'm very happy to be here to be invited for the opening ceremony of the World Coffee Museum initiated by the Trung Nguyên Coffee. Thì tôi rất mong rằng là tỉnh Đắk Lắk cùng đồng hành với tập đoàn Trung Nguyên sẽ hiện thực hóa cái giấc mơ đưa Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê của toàn cầu, là điểm đến của những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Chỉ sau 4 tháng ra mắt, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, hàng trăm bài báo truyền thông trong nước và quốc tế. Cùng các sự kiện, hành trình từ trái tim, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt, giao lưu văn hóa Việt Nam, Indonesia, bà tích và thổ cẩm ED, hội thi ủ rượu cần, Tết trồng cây, với sự hưởng ứng của khách tham quan cùng người dân địa phương. Đặc biệt, tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, Bảo tàng Thế giới Cà phê được chọn là điểm đến trung tâm, nơi tổ chức triển lãm lịch sử cà phê thế giới với 3 chuyên đề: cà phê khởi nguồn, cà phê và tôn giáo, cà phê và cách mạng khoa học kỹ thuật. Đây là nơi trưng bày hàng ngàn hiện vật và các câu chuyện nhằm tái hiện và tôn vinh lịch sử cà phê trong tiến trình phát triển của thế giới. Từ thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung cổ và phong kiến, thời kỳ tư bản và kéo dài cho đến ngày nay. Đặc biệt, Thư viện Ánh Sáng và Trung tâm Hội nghị tại Bảo tàng cũng sẽ được giới thiệu đến cộng đồng yêu và đam mê cà phê. Cùng với đó, hàng loạt hoạt động đặc biệt, khác biệt giới thiệu những nét văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, góp phần tạo điểm nhấn quan trọng trong dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019 và góp phần xây dựng thủ phủ cà phê toàn cầu, điểm đến mới của cà phê thế giới.